Hello, xin chào mọi người đến với shop xe đạp 88. Hôm nay shop xe đạp 88 xin giới thiệu với các bạn dòng xe đạp thể thao 9X TX16 đời 2019 được sản xuất tại Đài Loan và được phân phối độc quyền tại shop xe đạp 88. Mình xin chuyển qua về dòng xe đạp 9X TX16 hiện đang được shop xe đạp 88 bán siêu giảm giá chỉ 3.400.000 đồng, bán kèm giá nước, bình nước, chuông và chắn bùn. Hiện nay mình đang review cho các bạn đó là màu đen đỏ. Thì đầu tiên mình sẽ nói qua về cấu hình của xe là xe được thiết kế khung nhôm thụt nọt so cùng với bộ chuyển động Shimano, cả cổ đế trước và cổ đế sau đều Shimano, phanh là phanh đĩa cơ cũng như là bê đan nhựa bi cũng như là yên da mềm 9X. Thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn về xe. Đầu tiên là với thiết kế khung nhôm sơn tĩnh điện sơn sần cùng với dây đi âm sườn và bộ chuyển động Shimano 9X, cả trước cả sau đều là Shimano. Đây là Shimano, bộ đề sau là Shimano rồi. Cùng với nip Browell. Cũng như là nip một thường là sẽ dùng nip Shimano 7 tầng. Còn đây là nip Browell. Đùi đĩa trước là 3 tầng đĩa và 7 tầng nip là 21 tốc. Và xe sử dụng lốp CZT chống nước chuẩn IP27, lốp 26 x 1.95, cùng với là khóa cọc yên nhôm, cọc yên đây là cọc yên thép 9X bê đan nhựa, yên da mềm 9X, cùng với đó là bô tăng hợp kim nhôm 9X rất là đẹp. Tay đề sử dụng tay đề Shimano với tay đề bấm xả với tay đề trước, ở đây tay đề sau với 7 tầng níp, tay đề trước là 3 tầng đĩa. Phanh là sử dụng phanh đĩa cơ cùng với đó trục là trục niền. Đây là hệ thống dây đi âm sườn này. Cả dây phanh và cả dây đề đều đi âm sườn hết. Hiện tại dòng 9X TX16 đang được shop xe đạp 88 bán siêu giảm giá chỉ 3.400.000 đồng. Các bạn có thể truy cập website xe đạp 88.vn hoặc fg3.vn để biết thêm thông tin chi tiết về xe cũng như alo trực tiếp hotline 0933 522 186 để tư vấn như đặt hàng. Hôm nay mình review cho bạn qua các màu, đây là màu 9X16 màu đen đỏ. Các bạn có nhu cầu đặt xe thì liên hệ trực tiếp hotline 0933 522 186 hoặc đến trực tiếp các showroom bên shop xe đẹp 88 để xem xe, như showroom số 2 ngõ 167 Dương Quảng Hàm, được Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc showroom số 115 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc showroom 32 Vạn Phúc, Hà Đông. Các bạn có thể qua trực tiếp các showroom để xem xe cũng như là để xem tất cả các mẫu xe khác hiện tại bên mình đang bán. Thì hôm nay video của mình review xe đạp 9X16 màu đen đỏ đến đây xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video.